Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ôi, và ở Sài Gòn trời nó mưa rồi các bạn ạ. Không biết ở nhà các bạn thì có mưa hay không, nhưng mà hình như là Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa mưa rồi, cho nên là khá là lạnh các bạn ơi. Lạnh sun hết vòi vào. Ok, thôi mình không nói chuyện ngoài lề nữa và chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo nào. Thì trong shop vẫn đang bán con rồng rồi này. Và bây giờ trong shop sẽ không bán rồng huyền thoại linh tinh nữa rồi. Rất là nhiều rồng được bán ở trong shop này. Giảm tới 92% mà một con VR mà giá tới tận 360 gem lận. Con này là bồ nông này các bạn. Con này người ta gọi là con bồ nông đấy. Ok, mình lại bị tụt hạng ở trong arena rồi. Ok. Bây giờ thì mình sẽ cả bốn con rồng của mình nó đều được xuất xưởng rồi này. Bây giờ mình sẽ xuất xưởng cả bốn con rồng ra nhá. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem tất cả các con rồng của mình luôn. Joseon Dragon. Ok. Đất hoặc lửa hoặc nước. Phải, chắc là mình sẽ phải xây thêm một cái habitat lửa nữa các bạn ạ. Mình nghĩ là vậy chứ bây giờ mình có quá nhiều habitat rồi. Đây, hiện tại em đây nó chỉ đang giảm giá mấy con thôi. Khi nào mà có đợt đua ra Heroic á thì nó sẽ giảm giá nhiều, tuy là bây giờ thì chưa có đợt cho nên giảm giá rất ít. Với cả là chả có luôn. Nhiều bạn kêu là mình cho mấy cái habitat lửa qua đây đi. Ok, mình sẽ nghe lời các bạn nhá. Lần sau mình sẽ tập trung cho mấy cái habitat lửa qua đây. Rồi mình cho mấy con rồng đi lấy kinh này. Bây giờ mình sẽ thu hoạch. Và một chút nữa mình sẽ làm nhiệm vụ luôn. Đây, mình sẽ nâng cấp lên luôn được không nhỉ? 150.000. Ok luôn. Một tiếng cơ, bỏ qua luôn nhé các bạn. Đây, vậy là mình đã có một cái habitat lửa lớn rồi. Mình nghĩ là đủ để chứa mấy con này này. Con này trước là Joseon Dragon. Đây, một con rồng mới. Hệ VR. Đẹp chưa? Mình còn có một cái con Animation Dragon nữa. Khá là giống ở trong trong phim chuột Mickey các bạn ạ. Trong mấy cái game animation ấy, mấy cái game hoạt hình ấy. Đờ, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Bây giờ là mưa rất to, mình không biết nó có ảnh hưởng tới tai nghe của mọi người hay không, nhưng mà nếu mà nó ảnh hưởng thì mọi người hãy thông cảm cho mình nha. Mình cũng không ngờ là mình lại quay vào đúng cái lúc trời mưa to này. Thế cơ chứ. Và mình hy vọng là cái tiếng ở trong game này nó có thể át đi tiếng mưa. Hoặc là các bạn sẽ vừa nghe vừa xem vừa nghe cái tiếng mưa rơi ầm ầm thế này. Thật là tội lỗi quá đi. Ok, bây giờ mình sẽ đấu ở đấu trường một chút. Rồi, mình sẽ luyện cho con cú luôn. Cú có gai. Lên A trừ nè. Thì nhiều bạn kêu mình đổi tên đi. Nhưng mà mình không muốn đổi đâu. Mình thấy cái tên nó khá là hợp với hay đúng không các bạn? Bạn nào thấy hay thì cứ comment ở dưới nhá. Thấy cái tên nó hay thì comment ở dưới. Còn bạn nào thấy cái tên không hay cũng comment ở dưới để mình biết. Để mình có nên có đổi không. Ok, thế này thì được rồi. Rồi. Bây giờ mình còn thiếu một ít cái điểm đỏ đỏ kia, điểm con màu đỏ để mình đổi ra con rồng kia các bạn ạ. Mãi vẫn chưa được. Đây. Ui, thanh niên này có con rồng này rồi nè. Vãi. Sao nhanh ấy nhở. Có ngang mình luôn đấy. Con rồng này có 8.000 điểm mà. Mà nó mới cấp 10. Cấp 10 mà mạnh vãi, đánh gần lại con cú có gai của mình rồi. Ok. Cú có gai của mình khi nào mới lên A cộng đây. Lên A cộng là chắc là ngon lắm. Rồi, bị tiêu diệt. Đây, Pomona đây. Lúc trước mình kêu đổi tên là Lidalia, mình vẫn chưa đổi. Và không biết bao giờ mình mới đổi nữa. Tuy nhiên là kệ. Bây giờ mình sẽ cho cái con rồng huyền thoại ra nhá. Đây, nhìn đẹp không? Miss Dragon, rồng huyền thoại băng giá. Wow, nhìn nó đã thấy đẹp rồi anh em ạ. Ok, mình sẽ cho ra nhá. Ôi, Legend and I and Terra and Sea. Mình nghĩ là mình nên bán một con nào đó ở cái khu Terra đi các bạn ạ. Hoặc là đây, mình sẽ bán một con này đi. Con này là con đất thuần khiết đúng không? Đất thuần khiết thì sẽ ra rất là nhanh. Cho nên mình sẽ bán con này đi để mình cho cái con Legend này ra. Ok. Hiện tại mình có 54 con rồng rồi. Con này mới hay sao đấy? 800 mấy. Xuất hiện từ 800 mấy chắc là cũng mới đấy. Đâu. Ô, đi nó lập lè này các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ xem thử thế nào. Ui, vãi. Mắt nó là mắt thánh à. Nhìn này. Nó nhìn lên trời và đôi mắt nó phát sáng. Con này kinh tởm đấy. Ok, mình sẽ cho nó lên cấp 4 để xem thế nào nhá. Ồ, cấp 4 mới chưa tiến hóa, cấp vậy là cấp 7 mới tiến hóa. 6 và 7. Ok. Ôi, con này mắt nó trợn ngược lên trời ấy nhở.
Vãi hường. Rồi 8, mình sẽ cho lên cấp 15 luôn. 10, 11, 12, 13, 14. Wow, tốn đấy nhở. 15. Wow, con này nó cứ trợn ngược mắt lên dưới ấy, trời. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ ở trong đây. Không biết đã xong chưa? À, còn 4 tiếng nữa. Một bên còn 4 tiếng, một bên còn 12 phút. Rồi, ok, không sao. Có cái nhiệm vụ này mình muốn hoàn thành thật nhanh luôn. Tuy nhiên là vẫn chưa thể hoàn thành được bởi vì mình chưa đủ điểm để lấy con này. Mình phải đủ điểm lấy con đấy rồi sau đó mình sẽ hoàn thành để lấy con rồng khủng long. À nhầm, rồng cá sấu ba đầu nhá. Không biết là các bạn có muốn mình lấy con rồng cá sấu ba đầu không? Nếu các bạn muốn mình lấy con rồng cá sấu ba đầu đấy, các bạn hãy comment ở phía dưới để mình biết. Ô, mình bán con rồng điện đi à? What? Mình lỡ bán con rồng điện đi rồi. Vãi trưởng. Bây giờ mình phải đi mua con rồng điện lại. Oa, con đang có kẹo mới này. Kẹo mới là cái kẹo gì vậy ta? À, nó giảm giá kẹo các bạn ạ. Nhưng mà kẹo này mua bằng tiền cho nên là thôi. Mấy cái kẹo nó được giảm giá ấy mà. Con rồng này chắc là ai mà có chắc là phải bá lắm ấy nhỉ. Con rồng này ai mà có nhìn là thấy đẹp trai rồi. 745.000 và 745.000 ra để mở cái này. Ai mà có rồi cũng phải đẹp trai vãi cả hường ra. Ok, mình còn thiếu mấy trăm điểm nữa để lấy ở đây. Lấy con này, mình sẽ lấy con này thật nhanh, sau đó là mình sẽ vượt qua. Ok, xong một cái nhiệm vụ này. Ui, con rồng gì đấy? À, Steampunk. Mình đang cố gắng làm cái nhiệm vụ ở trong đây này. Mọi người có thể thấy này, mình đang cố gắng làm cái nhiệm vụ ở trong đây. Đây. Đó, bây giờ mình có con Steampunk rồi này. Mình còn thiếu 1, 2, 3, 4. Còn thiếu 4 con rồng nữa. Mà con rồng sấm sét thôi mình lại bán đi nhở? Mình không hiểu luôn. Mình không hiểu bản thân mình luôn. Tại sao mình lại bán? À, cũng có thể không phải bán thì cũng có thể là mình bán rồi. Chắc chắn là bán rồi các bạn ạ. Ok, mình phải vào trong shop để mình mua con rồng sấm sét lại từ đầu. Hay lắm. Đây. À, mình có thể tìm ở đây nè. Mình có thể tìm đây, đấy. À, có mỗi con hệ đất. Đấy, sấm sét. Nó chỉ bán một con thôi. Đó. Mình sẽ cho nó ra luôn nhá. Bởi vì trong bây giờ xếp hạng nó bắt mình phải yêu cầu con rồng sấm sét các bạn ạ. Mình phải update cái này lên. Ok. Ở đâu rồi? Bỏ qua bao nhiêu? Ui, 8 game cơ. Trời ơi, chắc là mình phải xây một cái habitat sấm sét mới thôi các bạn ạ. Chứ mắc quá, 8 game lận. Đấy, ok. Bao lâu? 2 game đấy. Chỉ cần bỏ 2 game thôi. Nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Rồi, không phải con này. Con này nè. Ok, mình sẽ cho con này ra. Rồi, mà mình luyện nó lên cấp cấp 10 hay cấp 5, cấp 10 gì nhỉ? Cấp 10. 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, từ từ đã, mình phải xem đã. Bây giờ trong đây là nó yêu cầu cái con rồng kia của mình cấp bao nhiêu. Hiện tại con này mới cấp 18 này. Mà bây giờ mình làm cái nhiệm vụ trong đây đấy, là nó yêu cầu cấp các bạn ạ. Yêu cầu cấp của mấy con rồng này. Thì nếu mà là lần thứ nhất là 15, lần thứ 2 16, lần thứ 3 17, lần thứ 4 là 18. À, mình nghĩ là đủ yêu cầu rồi. Đây, mình sẽ cho con rồng sấm sét lên level. À, cũng có thể là mình đánh được ở đây rồi. Mình hôm nay ngơ ngơ nào ấy. Ok. Ô, cấp 10 cơ. Đấy, yêu cầu cấp 10. Thì thế là bây giờ mình phải cho con rồng sấm sét của mình lên cấp 10. 9 rồi nè. 10. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi đánh ở đây, làm nhiệm vụ ở đây. Mình đang muốn luyện sao cho con cú quá gai cho nó xong đi. Sau đó mình sẽ luyện sao cho hai con này. Thế là hoàn thành nhiệm vụ. Ok. Hai con heroic của mình bá không các bạn? Mình đang cố gắng đợi đợt đua tiếp theo. Mình hình như mình thấy mình sắp san bằng so với cái nick cũ của mình luôn rồi. Vãi, mình không ngờ là tiến độ của mình nó nhanh như vậy. Mình không ngờ tới luôn. Tại sao nó nhanh thế? Nhưng mà bây giờ chỉ còn cái việc leo đấu trường thôi. Leo đấu trường là hơi khó. Mình sẽ cố gắng leo đấu trường hết mức có thể để đuổi kịp được cái nick cũ các bạn ạ. Rồi, mình vượt qua con này rồi. Mình được con rồng này rồi. Con rồng khá đẹp, rồng xanh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đấu tiếp. Tới đấu trường, ở đây nhiệm vụ băng rồi. Ui, bây giờ nó yêu cầu tùm lum tà la này. Đây, mình cho hai con heroic ra là các bạn nhìn thấy là đẹp dạng người mà không chói lóa. À quên, một tí là mình sẽ test skill của con rồng băng giá luôn các bạn ạ. Bởi vì nhiều bạn nói là review thì nên test skill luôn. Mình chỉ review mấy con rồng nó xịn xịn quá, kiểu legendary thì mình còn test skill được. Chứ mấy con kia nó yếu quá thì không test skill đâu. Rồi,
thì cái test skill thì mình sẽ dùng nó với bạn bè thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Đây, cái trò này nó có được đánh với bạn bè đấy, cho nên là khá là tiện. Đây, mình có thể vào phần challenge này, cái gì challenger là thách đấu. Bây giờ mình sẽ thách đấu với những người bạn của mình, mà hầu như những người bạn của mình toàn vả mình sấp mặt thôi. Vì thế mà bây giờ mình sẽ phải tìm một người bạn nào dễ một tí để đấu. Ủa? Mà không hiểu tại sao vào nó loát rất lâu nhá. Rồi mình sẽ kiếm cái thanh niên ở cấp thấp thôi. Đây, thanh niên Revenge Hero, Revenge gì này. Quất, mình sẽ chọn con rồng mới này. Đấy, con rồng Miss Dragon này, rồng băng giá. Nhìn đẹp phết đấy các bạn. Mà cái mắt nó cứ trợn ngược lên trời. Đây, là bộ sậu ba con Legend của mình. Và mình đã có hai con Heroic rồi. Tuyệt vời. Mà đánh ở cái này ấy, thì nó không cho mình tăng tốc nữa, đánh hơi chậm. Đây, mình thử xem skill trước nhá. Ba skill này bằng điểm nhau này. Có chiêu cầu vồng này, chiêu băng, chiêu đất và chiêu nước. Thì không có chiêu nào khắc hệ hết, cho nên mình thử đánh cái chiêu cầu vồng xem thế nào. Cái chiêu này con Dermit cũ của mình cũng có đấy các bạn. À, khá là mạnh. Mình đánh nhanh nó quen rồi, giờ đánh chậm chậm nhìn nó cứ nản nản nào các bạn. Ok, rồi tiêu diệt. Đấy, thì nó chỉ đánh vậy thôi. Đây là chiêu thức của nó, chiêu cầu vồng. Bây giờ mình sẽ xây cái nhà học chiêu nhỉ. Mình nghĩ là mình nên đi xây một cái nhà học chiêu các bạn. Nhà học chiêu thì mình vừa win bạn bè của mình thì nó sẽ hiện cho mình cái đấy. Không biết là mình đã xây được cái nhà học chiêu chưa. Đâu rồi? Đây, 500.000 lận các bạn ạ. Đây là cái chỗ để cho mấy con rồng thừa nè. Mình không biết là cái Kindergarten này là công dụng của nó là cái gì. Nhiều bạn nói là để cho mấy con rồng nhỏ nó vào nó vui chơi. Mà mình vui chơi gì ở đấy, mình không hiểu lắm. Ô, còn 44 giây nữa chúng ta có thể xem quảng cáo. Bây giờ mình sẽ cho nốt ra hai con rồng này. À, con này mình có rồi này, mình sẽ bán đi luôn. Ok, con này sao? Sakura Dragon anh em ơi. Sakura Dragon thì xem nào. Cần ánh sáng, nước hoặc là đất. Sao nó cứ cần đất hoài ấy nhở? Mấy này mình thấy là nó bắt buộc đất hoài luôn đấy. Đất nè, đất nè, mình xem có con nào nó dư không thì mình sẽ bán nó đi. Mình có rất là nhiều những cái chỗ đất thế này đấy, nhưng mà mình thấy hình như là không có chỗ nào dư luôn đấy. Ánh sáng và gì mình lại quên rồi. Ánh sáng, nước và đất. Để mình xem có cái nước nào không. Nước đây, nước. À, mình ghét trước để ghét con Bulbasaur này luôn, nên là mình bán ra đi. Đấy, ok rồi, mình sẽ cho Sakura ra để xem Sakura đẹp tuyệt vời và không chơi lóa thế nào. Ok, Sakura. Rồi, mình đã có 55 chú rồng rồi, rất là nhanh. Ok, đấy, Sakura, mình sẽ đổi tên là Sakura luôn, nhìn khá đẹp. Sakura. Ok, mình sẽ thử xem nào. Nhìn cái này như kiểu con BD sao các bạn ạ? Nhìn mặt nó thì đực dựa nhưng mà nó lại yêu màu hồng vãi. BD mở rồng rồi. Rồi, mình thử lên cấp 4. Đó, nhìn cái mặt đúng đực luôn đấy các bạn. Mà sao nhìn cái mặt đúng đực luôn mà tại sao lại như vậy nhỉ? 6 này. Ok, 7. Nhìn đúng đực dựa luôn. Ô, nó bay được con nè. Khá là đẹp. Rồi, mình đã... Con này như là nick cũ của mình cũng có con này rồi sao đấy nhỉ? Mà mình không nhớ lắm. Mà thôi kệ, nhắc lại chi thêm buồn. Để mình xem thử ở đây nào. Cái này 5 trên 10 rồi. Mình giờ mình phải like tiếp. Con lửa và con thiếc, hoặc là đất và thiếc. Giờ mình sẽ phải like con đất với con thiếc, rồi sau đó là mình like con lá và băng. Đất và thiếc rồi lá và băng để có thể hoàn thành cái nhiệm vụ này. Ok, đất đâu rồi? Ủa? Con giống đất của mình đâu rồi? Cái what the hell? Giống đất của mình mất rồi. Ok, mình sẽ lấy con đất này vậy. Đất và thiếc này. Ok. Và rồi mình sẽ like dòng lại. Ủa, hai con này nó xích nhau lại. 9 tiếng. Bây giờ sẽ like lá và băng. Đó. Lá nè. Ok, một con lá và một con băng. Là mình sẽ ra con dòng theo yêu cầu đúng không nhỉ? Tùy đấy các bạn ạ, hên xui lắm. Không chắc chắn với cái gì hết. Ok. Cũng mất 9 tiếng luôn. Bây giờ mình sẽ vào mình đánh ở đây. Đã hoàn thành cái này chưa? Còn 2 phút nữa. Trong cái lúc chờ đợi thì mình sẽ vào trong đấu trường. Ok. Mình được 300 điểm rồi các bạn ạ. Mình vẫn là Terra 1. Và đánh ở mấy cái này nó cực kỳ khó khăn đối với mình luôn.
Mình cũng không hiểu lý do tại sao, bây giờ nó quá khó khăn thôi. Mình gặp toàn thanh niên cấp 15 và mình bị đánh cho bục mặt. Nhưng mà đánh ở trong đây thì cũng tiện. Ok, nhưng mà hiện tại là con cú có gai của mình đã lên A cộng rồi, A trừ rồi. Bây giờ gặp mấy thanh niên này đánh cũng rất là chất lượng đấy. Ok, rồi. Thanh niên này nhìn như là sư ấy nhở, Thiếu Lâm Tự hay sao, nguyên bộ vòng của người. Ui, sao mà mới cái danh thấp thấp thế này thôi mà người ta đời con này nó có chiêu này là mình rất là sợ, vì thế là mình phải đổi rồng thôi. Không tí một phát chết đấy. Mới ở cái danh thấp này mà người ta đã A hết rồi nè. Bá vãi, ba con A luôn nè. Tại sao có thể bá đạo như vậy nhỉ? Đấy, mình đang test skill cho bạn xem đấy. Ui, mấy cái chiêu này cũng không đẹp lắm. Rồi, mình cũng cho cú có gai ra xuất hiện để cho tất cả phải mất điện. Đó. Win một trận mà khó khăn đến cùng cực luôn. Ok, đánh tiếp. Lá này, ánh sáng này, đất này. Thì cú có gai có thể cân 3. Nếu như mà ba con này là chỉ là hệ C thôi, chứ A không thì cũng khó cân lắm. À, ba con này còn chưa có rank nữa này. Con này C này, con này B. Vậy là cú có gai của mình sẽ cân 3 luôn. Cũng có thể hoặc không. Cũng mạnh phết đấy nhở. Con này như là làm nhiệm vụ có này. Ôi, nó có chiều băng. Ôi, cú có gai của mình ra đi tìm đường cứu nước rồi anh em. Xong rồi, không ổn rồi. Đành phải cho con này ra thôi. Con này chắc mình sẽ đổi tên thành Aokiji các bạn ạ. Một cái nhân vật ở trong One Pie hay là One Piece gì đó. One Piece gì đó. Rồi bị đánh sấp mặt là nguyên cả tiểu đội nguyên cả tiểu đội Legendary của mình bị mấy con Epic nó xúc cho mặt cho sấp mặt. Nguyên tiểu đội Legend luôn các bạn. Bị đánh cho không ngoai được mặt lên. Ok. Bây giờ rank đồng người ta cũng mạnh phết. À, ở cái xếp hạng đất thì người ta cũng mạnh phết rồi. Mình bắt đầu cảm thấy khó thở rồi. Đây, mình đang cố gắng chờ lại để lấy con này nè. Lấy con này càng nhanh càng tốt. Sun Seal Dragon, Sun Light nước rửa chén Dragon, để có thể làm cái nhiệm vụ ở trong đây. Mà có vẻ như hơi khó. Đây, nhiệm vụ ở trong đây. Còn một tiếng 18, một ngày, ngày 18 giờ mình sẽ cố gắng bỏ cả game ra để mình hoàn thành. Bởi vì mua con rồng này cũng 200 mấy đấy, không ít đâu. Rồi, xong cái nhiệm vụ là bây giờ mình có thể làm. Không biết có làm được không. Đây, yêu cầu cấp 18, chuẩn luôn. Mình sẽ bỏ thời gian ra luyện con này nhá. Luyện luôn con này. Bởi vì lỡ rồi, luyện luôn. À quên, nhiều bạn nói mình là ở trên cái hệ hệ gì ta? Ở trên hệ nước, bắt đầu lên hệ nước thì nó bắt đầu không cấm heroic nữa. Vì thế mà rất là tốt. Mấy con heroic của mình sẽ làm mưa làm gió trên đấy. Chắc luôn. Ui, con rồng giống con rồng huyền thoại này. Ở nick cũ của mình có này. Ôi, còn một lượt nữa thôi là xong. 11 tiếng nữa, vậy là mình xong được cái nhiệm vụ này rồi. Tuyệt vời. Ok. Bây giờ mình sẽ xem thêm một chút nữa nào. Bao giờ thì mới mở cái này đâu. Mình cấp 20 rồi. Cấp cái này cấp 27 mới mở. Cái này thì cấp 25 mới mở. Mình sẽ cố gắng like lại những con rồng này. Bạn thấy nè, CM Punk của mình nè. Wow, rất là nhiều con rồng ở đây. Mình đã like rất nhiều rồng huyền thoại ở đây. Thật tuyệt vời. Tuy nhiên là cũng tùy lúc nữa. Bây giờ mình sẽ vào trong store để mình xem là có con rồng nó chưa cho ra. Mình cho ra hết này. Đây, Sini Dragon này, Wandering Dragon và Petecto Tacti Dragon. Đó, rất là nhiều rồng. Nhìn rất là cuốn hút cơ. Rất là nhiều loại rồng khác nhau ở đây. Ok, mình sẽ trồng lại mấy cây này. Bây giờ mình không có vàng để mà trồng những cái cây 150 cho nên là khá là khổ. Các bạn thể thấy đấy. Mở rộng mấy cái này cũng không có tiền để mở rộng nữa này. Quá là đáng cay luôn. Đó. Và bây giờ mình sẽ vào xem bạc hội. Hôm qua mình quên kích các bạn ạ. Hôm qua chỉ được dương cấp 4 thôi. Tuy là mình vẫn được một đống cái mảnh của con Vulcan Dragon. Mình không hiểu sao được 15 mảnh lận. Đây, mình sẽ vào trong đây để cho các bạn xem. Đây, được 15 mảnh luôn. 5 mảnh con Holy. Với cả 5 mảnh của con Loyalty. Rất là nhiều loại mảnh khác nhau. Cái này mở được chưa ta? 15 tiếng nữa. Tí mình sẽ ra ngoài mình xem quảng cáo để mình cố gắng lấy cái con này, chứ không mà tốn kém vãi cả trường. Ok, nhiệm vụ
đánh xếp hạng, mình sẽ vào đánh xếp hạng thôi. Ừ, quên, xếp hạng bị đập cho sấp mặt rồi. Vậy là cái language mình đánh cũng xong rồi. Vậy là công việc của mình tập này đã hết rồi. À bây giờ cho chúng nó đi lấy kinh nữa. Quên, mình sẽ hạn chế cho những con xịn xịn đi lấy kinh nhé. Mình cho mấy con rồng kiểu kiểu như này đi lấy kinh nhỉ. Bởi vì thực sự mấy con to cũng không cần cho đi lấy kinh vội đâu. Đấy, mình đã có thể đi lấy kinh ở bên đây luôn rồi. Và bao giờ thì lấy được ở bên kia. Đó, con phin gì nè. Đó, ồ đây cũng được lấy rồi nè. Đó, các bạn thấy chưa, mình đi lấy kinh đủ thứ hết. Ok, mấy con này đi lấy kinh hết rồi. Sakura, ok, 4 con luôn. Đó, bây giờ cái đàn rồng của mình đi lấy kinh rồi. Nó không ở nhà cày vàng mà mình nó đi lấy kinh hết rồi. Tội nghiệp mình vãi. Ok, bây giờ tới tiết mục đổi tên. Nhiều bạn nói là mình đổi tên đấy, con rồng này giống cái con Pokemon huyền thoại. Mình quên tên con Pokemon huyền thoại là con gì rồi nhỉ? Để mình nhớ nào. Zapdos, hình như là bạn đã kêu mình đổi tên đi nè. Zapdos, cái này đúng không nhỉ? Zapdos hay là Zapdos gì á? Hình như là Zap thôi. Hình như thế này thì phải. Zapdos thì phải. Hình như thế này. Mình không nhớ lắm nhá, nếu mà sai thì các bạn có thể chỉnh cho mình để mình biết nhá. Còn cái con này thì Aokiji, đổi tên thành Aokiji. Giống trong One Piece. Đó. Rồi ok, mình sẽ dừng cái tập này đây. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.